phúc âm của Hội Thánh Liên Hiệp Tara. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài 17 với tựa đề Ngày Vinh Quang trong Giăng đoạn 20 từ câu 1 cho đến câu 18. Sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Mary Magdalene đến mộ, thấy tảng đá đã được dời khỏi mộ. Vậy bà chạy đến với Simon Phêrô và môn đồ kia là người Đức Chúa Giêsu yêu thương và nói: người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chúng tôi không biết để Ngài ở đâu. Phêrô với môn đồ kia bước ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi xuống nhìn vào, thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng không vào. Simon Phêrô theo đến, bước vào trong mộ, thấy vải liệm nằm ở đó, còn khăn che đầu Đức Chúa Giêsu thì không nằm chung với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một chỗ. Lúc ấy, môn đồ kia đã đến mộ trước, cùng bước vào, thấy và tin, nhưng họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại, rồi các môn đồ trở về nhà. Mary đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác Đức Chúa Giêsu, một vị ngồi đằng đầu, một vị đằng chân. Hai thiên sứ hỏi: này bà, sao bà khóc? Mary trả lời: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, bà quay lại, thấy Đức Chúa Giêsu đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên bà nói: thưa ông, nếu ông đã rời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu, để tôi sẽ đến đem về. Đức Chúa Giêsu gọi: Mary. Bà quay lại dùng tiếng Hebrew thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu bảo: đừng chạm đến ta, vì ta chưa lên với cha, nhưng hãy đi đến với anh em ta, bảo họ rằng ta đang lên với cha ta và các con, cha với Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các con. Mary Magdalene đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa và Ngài đã nói cho bà những điều này. Khi những người lính của đội hành hình La Mã trở lại pháp trường trong buổi chiều ngày thứ sáu ấy, họ thấy hai tên cướp vẫn còn quằn quại rên xiết trên thập giá, nhưng Chúa Giêsu thì đã chết. Trước đó không lâu, Chúa Giêsu phán rằng mọi việc đã được chọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Giăng đoạn 19 câu 30 phần B. Một tên lính La Mã trong đội hành hình muốn chắc chắn Chúa Giêsu thật đã chết, mà không chỉ mê man bất tỉnh, bèn lấy mũi giáo đâm vào sườn Chúa Giêsu thấu đến tim, làm tim Ngài bị bể ra, nước và huyết đổ ra, những bắp cơ Ngài không còn phản ứng, nên họ xác quyết Ngài đã chết. Chiều hôm đó, Joseph và Nicodem là hai thành viên của tòa công luật, cũng là hai môn đồ trước đó từng theo Chúa Giêsu cách kiếm dấu, đến xin quan án Philát cho phép hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự, tẩm liệm và chôn xác Ngài trong mộ đá của một ngôi vườn, mộ gần đồi sọ. Mọi sự tưởng đã chấm dứt tại đó, nhưng ba ngày sau thì Chúa Giêsu đã sống lại và bước ra khỏi phần mộ. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã chứng minh cho chúng ta và cả thế giới nhiều điều. Chúng ta hãy cùng suy gẫm và học hỏi những điều sau. Chúa Giêsu có thật là con của Đức Chúa Trời hằng sống? Mọi lời phán hứa của Ngài đối với những người thuộc về Ngài là chắc chắn và chân thật chăng? Thật có như lời Ngài tuyên phán rằng hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất, Matthew đoạn 28 câu 18 phần B, đang ở trong tay Ngài. Chúa Giêsu có quyền năng bẻ gãy gông cùng của sự chết. Ngài sống lại từ trong cõi chết,
thì Ngài cũng có quyền năng đem chúng ta ra khỏi phần mộ, cứu chúng ta khỏi sức mạnh và quyền lực của sự chết chăng? Những người chết sẽ chắc chắn được sống lại trong ngày tương lai. Chúa Giêsu thật sẽ không để chúng ta chết mất trong phần mộ vĩnh viễn chăng? Cảm ơn Chúa Giêsu, bởi vì Ngài phục sinh nên chúng ta có một cứu Chúa sống. Ngài có năng quyền để cứu chúng ta ra khỏi bản án của tội lỗi của chính chúng ta, là sự chết mất đời đời, trả lời những sự cầu xin và ban cho chúng ta những phước hạnh trong ý chỉ tốt đẹp của Ngài. Có Ngài, phải chăng chúng ta cuối cùng sẽ bảo đảm có sự sống? Qua Ngài, chúng ta đang thuộc về dòng dõi của những người sống. Vì Ngài sống nên chúng ta cũng sẽ sống và cùng đồng trị với Ngài trong ngày tương lai như lời Ngài phán hứa chăng? Phần 1. Mộ đá. Gần đồi Golgotha có một cái vườn tư nhân. Trong vườn có cái mộ đá lớn còn mới toan và trống không của người chủ vườn rất giàu có tên là Joseph, quê ở thành phố Arimathe. Joseph sắm sửa nơi này để làm chỗ chôn cất mình trong tương lai. Nhưng Joseph biết sự giàu có vật chất là nơi do Chúa ban cho mình. Vì yêu mến Chúa nên Joseph đã dâng ngôi mộ này cho Chúa Giêsu. Điều này chi ê sai rằng người ta đã đặt mộ người với kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Ê-sai đoạn 53 câu 9 phần A. Đây cho thấy mọi chuyện đã xảy ra trong sự hoạch định và chương trình của Đức Chúa Trời, sự khác biệt khi sinh ra và khi chết của Chúa Giêsu. Ngài đã sinh ra trong cảnh nghèo nàn nơi chuồng chiêm máng cỏ, sống một cuộc đời trong giới nhân công nghèo khó. Chúa Giêsu từng có một thầy thông giáo biết giá phải trả cho nguyện vọng của người muốn theo Ngài rằng: con trồn thì có hang, chim trời thì có ổ, song con người không có chỗ để gối đầu. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 20. Nhưng khi chết thì Ngài được người ta chôn ở mộ đá của người giàu có. Chúng ta thấy quãng thời gian sống trên thế gian của Chúa Giêsu sau khi sinh ra đều bình dị. Ngài sống bình dân, nghèo khó giữa tầng lớp giới lao động. Nhưng những điều xảy ra sau sự thương khó và chết của Ngài thì vô cùng vinh hiển, cao trọng như lời cầu xin của Ngài với Đức Chúa Cha trong chương 17 rằng: Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Giăng đoạn 17 câu 5. Trong những ngày đen tối của tuần lễ sau khi Chúa Giêsu bị người ta tử hình, đã được chôn nằm trong phần mộ này, thì lòng của những sứ đồ và môn đồ của Thầy đầy thất vọng, sợ sệt, bất an. Họ sống u buồn trong bóng tối. Cửa nhà họ thảy đều đóng lại, không còn chút hy vọng nào trong cuộc đời họ. Mọi giấc mơ đã bị sụp đổ tan tành theo mây khói vì Chúa Giêsu đã chết. Nhưng rồi, đến ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức ngày Chúa Nhật của tuần lễ mới, sau những ngày trong cuối tuần thương khó, thật một ngày phước hạnh và khác biệt với những ngày khác từ khi tạo thiên lập địa. Đó là ngày phục sinh, ngày Chúa Giêsu sống lại và bước ra khỏi phần mộ. Tình trạng của những sứ đồ và môn đồ của Chúa Giêsu đã được thay đổi trước nhất. Mặt trời lại mọc lên, chiếu sáng ngời trong lòng họ sau những đêm đen tối. Hy vọng lại vươn lên trong màn đêm. Những giấc mơ đẹp lại chớm nở như những lọc của cây đâm chồi trong mùa xuân. Từ khi Chúa Giêsu bị bắt tới nay, các bà đã không thể nào ăn ngon, ngủ yên giấc được. Các bà hối hả đến vườn mộ. Họ không thể đợi đến lúc trời sáng hẳn rồi mới đi thăm xác Chúa. Dù các bà biết Chúa Giêsu đã chết, nhưng các bà chỉ muốn đến để thấy Ngài. Họ vừa đi vừa lo lắng, không biết làm cách nào để có thể lăn hòn đá lớn chặn cửa hang mộ sang một bên và vào bên trong phần mộ. Nhưng khi đến nơi thì Mary Magdalene hoảng sợ vì thấy cửa mộ đã mở toang. Những tên lính gác trước cửa mộ đã không còn đó. Mary không hiểu về sự phục sinh của Chúa mà tưởng người nào đó đã dời xác Chúa Giêsu đi nơi khác.
hay những kẻ thù đã ăn cắp xác của Chúa Giêsu sau khi chôn cất trong ngày cuối tuần. Bằng chứng phục sinh lẽ ra vui mừng, nhưng vì không hiểu lời Chúa thì phục sinh trở nên đầy sự hoang mang lo lắng. Mary Magdalene chạy tới phần mộ, rồi cũng nhanh chóng chạy về tìm sứ đồ Phêrô, Giăng để báo tin cho họ về sự mất xác Chúa. Chúng ta cũng không thấy hai môn đồ tỏ ra vui mừng về tin đó. Điều này có thể cho chúng ta thấy lòng vô tín của con người, bởi vì Chúa Giêsu đã hơn 3 lần nói cho họ biết việc Ngài sẽ bị giết và sống lại. Nhưng ngay chính những môn đồ thân tín nhất của Ngài cũng không tin. Họ vì không hiểu và không tin lời Kinh Thánh nên đã tỏ ra hoang mang, lo lắng. Sứ đồ Phêrô và Giăng yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, nhưng chúng ta thấy họ cũng đã hoảng hốt, lo lắng và trùng lòng không ít về tin của Mary Magdalene vừa báo cho họ biết. Chúa Giêsu là đấng đã chiến thắng quyền lực của sự chết và sống lại. Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ trở lại thế gian, không phải để người ta lăng nhục Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự giá một lần nữa, mà để cai trị thế gian trong sự công bình và chánh trực. Thi Thiên đoạn 33 câu 5. Ngài sẽ hủy diệt sự gian ác, bóng tối của tội lỗi. Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Daniel đoạn 2 câu 47. Như lời vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon đã xưng nhận, ông John Gilmore, một tín hữu người Anh rất yêu mến Chúa và cũng rất hăng hái làm chứng nhân cho Chúa. Lúc nào ông Gilmore cũng có những chứng đạo đơn và những tập sách Kinh Thánh nhỏ để tặng cho những người ông gặp hàng ngày. Một hôm, ông Gilmore đi qua một làng nhỏ kia. Trên đường, ông gặp một người buôn bán son chảo đang ngồi bán dọc đường. Ông Gilmore dừng lại và chào, hỏi người bán son rằng: "Chào ông, hôm nay bán hàng ra sao?" Người bán son chảo đáp hơi ế ẩm: "Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn chu cấp cho tôi đầy đủ." Ông Gilmore nói: "Được Chúa cứu là một việc vĩ đại cho người tội lỗi." Người bán hàng nhìn ông Gilmore và nói: "Phải có điều gì khác trên thế gian quý hơn việc được Chúa Giêsu giải cứu khỏi tội lỗi chăng? Nếu có, tôi muốn biết điều đó là gì. Ông có thể cho tôi biết được không?" Ông bán son nhìn mỉm cười đáp: "Đó là dù tôi bán ế hay đắt hàng, nhưng được đồng hành với Chúa Giêsu, người đã cứu rỗi mỗi ngày, thì đó là phước hạnh và thỏa lòng. Đời sống của người tin Chúa Giêsu không phải chỉ thất bại, thành công hay may mắn mỗi ngày, mà là sự phước hạnh vì được Ngài tha thứ mọi tội lỗi. Và sau khi chấm dứt cuộc đời tạm bợ này, chúng ta sẽ được Ngài đem lên thiên đàng ở với Ngài đời đời. Chúa Giêsu không những cứu mà Ngài cũng đồng hành với chúng ta mỗi ngày, mỗi lúc trong khi chúng ta còn ở cõi đời tạm này. Chỉ có một cứu Chúa sống mới có thể an ủi, vỗ về đi cùng với chúng ta qua những hoàn cảnh khó khăn, thất vọng, khốn cùng của cuộc đời, mới có thể ban cho chúng ta sự yên lòng, nương tựa vào Ngài mà thôi. Trong thế giới của chúng ta cũng không thiếu gì những sự khó khăn, đau khổ, khốn cùng đang lăm le vây hãm chúng ta. Kẻ thù luôn đe dọa hủy diệt chúng ta bằng những vũ khí tối tân, tiêu diệt và cướp mất tất cả những công trình của chúng ta gây dựng nên, ngay cả sự sống của chúng ta trên đất trong chốc lát. Nhưng cứu Chúa của chúng ta luôn nhắc rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Giăng đoạn 11 câu 25 phần B. Có Chúa Giêsu là đấng sống, nên con cái Chúa, những người thuộc về Ngài, mới có thể dám tuyên bố rằng: "Linh hồn ơi, ta yên ninh, thật yên ninh trong hoàn cảnh mất hết tất cả mọi sự." Như Spafford
hoặc trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến cho cuộc đời của chúng ta. Chương trình đọc sách giảng dạy Hội Thánh Liên Hiệp Dara xin tạm dừng tại đây. Xin mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo trong kỳ tới. Xin chào và hẹn gặp.